Em nhận phục hồi băng Lanier cho anh em nha. Ở đây em đang phục hồi cái băng cái cốt của cái đùi cầu trước của máy cài. Đây là em đang phục hồi nhông luôn nha. Băng trong băng ngoài cho anh em luôn. Băng ngoài đây. Rất bóng đẹp nha. Ở đây em phục hồi băng cho anh em là em đều qua chui tôi để em bảo độ bền cho băng nha. Ở đây là cái cốt của cái đùi cầu trước nha. Nhông đùi cầu trước. Cầu trước của máy cài. Ở đây em phục hồi cho anh em cho là em phục hồi trên nhông zin luôn nha, chứ em không có đóng bạc, đóng sơ mi nha, không đóng băng ấy nha. Ở đây em phục hồi trên nhông zin luôn và em chui tôi luôn để đảm bảo độ bền cho băng. Mời anh em xem ủng hộ em. Ở đây em phục hồi trên nhông zin luôn nha anh em, chứ em không có đóng nòng nha, không đóng nòng. Đây phục hồi trên nhông zin cho anh em luôn nha, chứ không đóng nòng nha. Nhông zin luôn, không đóng sơ mi nha anh em. Đây cái là cây cốt phai rất đẹp cho anh em luôn. Em ở đây em có chu to cho anh em luôn nha, em làm là chu to hết cho anh em luôn, đảm bảo độ bền cho băng. Đây là cái nhông vào trước, em phục hồi nha, băng Lanier trên nhông zin luôn nha anh em, chứ không có tháp đóng nòng sơ mi cho nha anh em. Để cho nó liền thịt nhông zin luôn, sọc băng zin cho anh em luôn, trên nhông zin anh em dễ xài. Đấy, anh em nhận phục hồi băng cho anh em nha. Mời anh em xem, anh em xem hài lòng. Ở đây là em không có đóng nòng nha anh em. Nhìn ở đây em phục hồi trên nhông zin cho anh em luôn nha. Nhông zin cho anh em luôn. Đây là cái cốt nhông cầu trước của máy cài. Anh em gần xa nào có nhu cầu phục hồi băng Lanier bị tuột băng cầu trước của máy cài, nhông cầu trước. Anh em gần xa xem ủng hộ nha. Ở đây em phục hồi là trên nhông zin luôn cho anh em nha, chứ không có ống băng tháp nối nha anh em. Em phục hồi em phải trực tiếp trên nhông zin cho anh em luôn. Đây em phục hồi băng là trên nhông zin luôn nha anh em, không đóng nòng tháp nối gì chân nha. Đây là băng zin, băng này em phục hồi rồi nha, một chút nữa em sẽ chui to cho anh em luôn. Đây luôn nè cho anh em xem hài lòng ủng hộ em nha. Sợ tôi sợ nó chai tập giòn khấy nha. Cảm ơn em gần xa ủng hộ nha. Hoàng Mai 0907 790079.